Tiếp theo tỉnh Hà Tĩnh, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các Bộ Y tế, Tài chính, Công thương đã có buổi gặp gỡ, tiếp nhận và giải thích những thắc mắc của bà con ngư dân tỉnh Quảng Bình. Đoàn công tác liên bộ đã gặp gỡ, tiếp nhận ý kiến của bà con xung quanh việc bồi thường thiệt hại sau sự cố môi trường biển vừa qua. Hầu hết bà con ngư dân đề xuất là bên cạnh việc hỗ trợ cho các lao động gần bờ, mong các cơ quan chức năng sẽ xem xét hỗ trợ thêm cho các lao động trên tàu đánh bắt xa bờ. Đoàn công tác đã xuống cảng cá Nhật Lệ để tiếp tục chia sẻ, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện phương án bồi thường thiệt hại cùng người dân và chính quyền địa phương.